Và xin chào bạn Bin với bạn A Sòn nha. Qua bạn Bin đây con có gì ạ Bin? Qua con có con chuột hả? Chuột gì ạ? Qua một con chuột hamster màu trắng đẹp chứ ạ. Rồi bạn A Sòn có gì ạ? Đây các bạn ơi, hôm nay bạn A Sòn hả sẽ làm một cái liều nha. Rồi bây giờ mình sẽ ráp thành một cái liều nè, cho bạn chuột với bạn Bin ở chung hả? Bạn Bin chịu chung với bạn chuột không? Rồi bây giờ A Sòn sẽ ráp cái liều gì ạ bạn A Sòn? Đây một cái liều hình nè, qua hình xe lửa nè, hình xe lửa Thomas nha. Đây, wow bự dữ hả. Đây các bạn ơi, đây là một cái liều hình Thomas nè. Rồi bây giờ mình lấy cây mình gắn vô, xong mình chống gậy lên. Thế nên bạn Bin cô làm cái liều phụ A Sòn đi. Rồi con dựng đứng lên đi, con dựng đứng lên phụ A Sòn nè. Đây các bạn ơi, để mình dựng phụ A Sòn nha. Đâu chuột, đâu chuột, đâu ngồi cho chuột vô liều nằm ngủ nha. Liều gì đó hả? Ai ra đang chuột ăn trắng á. Ồ đang cho ở một hồi nó bò vô liều hả? Rồi con cầm cứng cứng nha. Wow, đây các bạn ơi, bạn A Sòn làm cho bạn Bin xong cái liều rồi nè. Wow, đẹp dữ ta, cái liều đã ghê chưa. Wow, một cái liều thu mát nha. Rồi A Sòn vô với bạn Bin luôn đi. Wow, chú vô chơi luôn nha. Rồi cái liều cao dữ hả. Rồi tôi xin nha. Giờ mình ra mình đem chuột vô chơi thử nha. Ra bắt chuột vô liều chơi nghe. Ủa chuột đâu rồi? Ủa đi kiếm chuột rồi, chuột chạy đâu mất tiêu rồi. Ôi Bin với Sòn ơi, trời con chuột nó quậy đây nè, đang bị mấy cua bắt nè, chạy lại nhanh lên. Quả cứu con chuột ra, nhanh lên nhanh lên. Quả. Rồi bắt con cua đi. Rồi bắt con cua lên. Rồi cua nó. Rồi bắt chuột lại. Rồi bắt hai con cua vô. Rồi bỏ vô hộp đi. Rồi bắt cua bỏ vô cái nồi luôn. Rồi bắt cua bỏ vô nồi đi. Bỏ vô thau nè, bỏ vô thau kìa. Rồi bà coi chừng bị kẹp đó. Đây các bạn ơi, bạn Bin với bạn Sòn bắt được hai cua rồi nghe. Rồi chuột đâu rồi Bin? Rồi đem chuột vô liều chơi nha. Rồi ẵm chuột vô liều đi, để nó chạy ra hồi cua kẹp nó đó. Rồi đóng cửa lại đi. Đấy, các bạn ơi, hôm nay bạn Bin với bạn Sòn sẽ giới thiệu cho các bạn một cái liều nha. Cái liều mới nè, cái liều Thomas xe lửa đó, rất là đẹp luôn đó. Ô rồi bạn chuột trong nhà chưa, bạn chuột ngủ chưa, đóng cửa rồi hả? Rồi quay vòng cho các bạn xem cái liều này nghe, cái liều này cao lắm đó. Đâu cái lỗ nè, lỗ từ trên nhìn xuống được nè. Đâu chuột đâu rồi? Ôi. Ê, các bạn ơi, như vậy là video đến đây là hết nha. Các bạn những video là sao nghe. Bye bye đi Bin ơi. Ơ, Bin đi làm gì hả? Đánh răng hả? Rồi đánh xong chưa? Chưa hả? Xong rồi hả? Rồi giờ đi đâu đây? Thôi đi săn kẹo hả? Thôi bây giờ lấy gì sẽ săn? Đâu? Wow, cái gì vậy? Ai cái kính lúp đó hả? Rồi cầm vỏ sách, đây cầm vỏ sách giùm nha. Rồi đi sang kiếm cô kẹo ơi, có kẹo không? Thấy chưa, đâu kẹo đâu. Wow. Rồi thấy cô kẹo rồi hả? Kẹo qua nhỏ chứ.
rút cùng dây ra dục. Rồi rút cùng dây ra bấm, rồi bấm nước uống. Xịt nước ơi. À dạ vậy hả? Ôi chú, trời ơi, Kiệt thấy gì kìa? Kiệt thấy gì rồi? Chạy qua, chạy qua, chạy qua. Kiệt thấy gì vậy? Sao? Nước xanh lè luôn hả? Trời ơi, trái lòng mềm xanh lè luôn các bạn ơi. Wow, hay quá, trời quá trời luôn rồi kìa. Bạn Kiệt lớn cầm không hết luôn, còn không? Còn nữa không ta? Còn gì nữa không? Ừ chi con chuột nữa hả? Chuột kêu hả? Đâu chuột đâu rồi? Ý còn một con gì kìa? Đâu đâu đâu? Vin thấy chuột rồi hả? Đâu đâu kìa, thấy gì vậy? À một con ngựa. Kẹo, kẹo ngựa hả? Thôi đi theo băng Vin bắt con chuột nè. Thôi rình. Thấy rình rình nè. Rình 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 rình. Đâu đâu, trời ơi, rồi chụp chụp chuột lại, chuột chạy dữ hả? Rồi chụp lại băng Kiệt ơi. Đâu chụp rồi. Đâu chụp rồi. Còn con nữa hả? Ủa nghe chỗ này lỗ quá trời luôn nè. Ơi, trời ơi, con vịt nó nhảy mất cười vậy hả? Ê, con ơi, mấy con vịt nhảy hả? Ồ. Ê, các bạn ơi, đây là trái đu đạn à. À, nước nè. Đu đạn là kiểu xịt siêu chua. Rồi, cài tóc thử coi, cài tóc có đèn luôn nha. Các bạn bấm cái nút này là đây, có đèn nè. Đây là cái xe hút nè các bạn, làm về trước trong đây nè các bạn. Rồi, bấm nút là có đèn đó. Rồi, đèn hết pin rồi. Đây, xe hút là đèn đó, có thể chạy luôn. À, trời ơi, siêu hút mạnh lắm nè. Nè, thấy luôn à. Wow. Đảo các bạn ơi. Wow, một cái máy bay xe nữa nghe. Bay xe còn kia chạy luôn rồi các bạn. Bay về nè các bạn. Wow. Wow. Wow, hôm nay bạn Pin với bạn Kiệt lớn, bạn Kiệt nhỏ đi săn gì đây? Wow, của bạn Kiệt lớn là gì vậy? Một cái máy bay nha, của bạn Pin là gì? Đây. Con ngựa, kẹo. Ngựa kẹo mút hả? Đây, các bạn ơi, đây là... Ở gỡ kẹo mút ra thử đi. Trời, con vịt chạy kì, vui dữ hả? Hai con à, rồi. À, bốn hũ kẹo hũ bâu, ba luôn nha. À, thêm xe hút nữa nè. Rồi, bây giờ chạy thử xe hút nha. Wow, xe hút ghê chưa? Rồi cho Pin lái thử nè. Wow, trời ơi, ghê không? Con chó miệng ghiền luôn rồi kìa. Rồi bay xuống luôn, bay xuống luôn. Rồi bay xuống luôn, 1, 2, 3, rồi dính lại rồi. Rồi té luôn. Đây nè các bạn ơi, đây là một cái cài nha. Wow, một cái cài có đèn mắc cười quá các bạn ơi. Đây là hai con chuột nha. Ừ, hai con chuột ghê quá, hai chuột ăn lúa hả? Rồi lượm lên rồi hả? Ê các bạn ơi, như vậy là hả? Bạn Pin với bạn Kiệt hôm nay hả lái xe hút đi săn kẹo nha. Đến đây là hết rồi, quên săn đồ chơi nữa nè. Đến đây hết, hẹn các bạn biết làm sao nha. Bye bye.